Kính chào tất cả các anh chị nè. Và hôm nay thì bé sẽ quay lại và cùng các anh chị khám phá một trong những giống hoa hồng đầy quyến rũ và thanh lịch, có tên đó là hoa hồng Sirin ạ. Hoa hồng Sirin là một trong những kiệt tác từ nhà lai tạo ở Takunori Kimura và là một trong những giống hoa hồng bụi được công bố vào năm 2020 nè. Với chiều cao trung bình khoảng tầm 1,5m cho tới 2m thì Sirin các anh chị có thể đào tạo thành một trong những dáng cây hoa hồng bụi cao hoặc là leo rất phù hợp với mọi không gian luôn ha. Và đặc biệt hơn, màu sắc của Sirin vô cùng độc đáo luôn, đó là sự kết hợp tinh tế giữa màu sắc tím hoa cà và ánh hồng, tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng lôi cuốn mọi ánh nhìn nha. Hương thơm của Sirin thì chỉ là một mùi hương nhẹ nhàng, trà xanh mang mát thôi, tạo nên một cái cảm giác cho mình cũng rất là dễ chịu, thanh thoát nhưng mà sẽ không có quá thơm đậm nè. Và hình dáng thì phải nói là cực kỳ tinh tế luôn, một trong những cái dáng cúp tròn và kết hợp với độ dày, độ cứng cáp giúp cho hoa Sirin của mình lưu giữ được vẻ đẹp lâu dài hơn. Và đặc biệt khi ở khí hậu nắng nóng miền Nam của mình thì Sirin vẫn giữ được một cái form dáng và ra những cái chùm hoa phải nói là chuyển sang cái sắc hồng tím, độ bền cực kỳ cao luôn. Hoa hồng Sirin thì sẽ nở quanh năm với sức sống mãnh liệt như vậy thì có khả năng kháng bệnh cũng tốt luôn nha. Và đây là một trong những sự lựa chọn phải nói là hoàn hảo cho mọi không gian. Tên của loài hoa này thì bắt nguồn từ một nàng tiên nữ xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp. Sirin sẽ thể hiện một cái sự quyến rũ e ấp nhưng không kém phần sang trọng rạng ngời nè. Vẻ đẹp thuần khiết nè, sắc thái quyến rũ của hoa hồng Sirin thì không chỉ là một trong những điểm nhấn ấn tượng cho khu vườn của bạn mà còn là nguồn cảm hứng không ngừng cho những anh chị nào yêu mến vẻ đẹp tự nhiên. Và bé cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và cùng khám phá một cái loài hoa tuyệt vời này ha. Và nếu như mà anh chị nào muốn tận hưởng cái mùi hương và ngắm nhìn cái vẻ đẹp màu sắc hồng tím của Sirin thì có thể ghé sang địa chỉ 689 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức ạ. Và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo nè.